Và cho bạn điện thoại có khả năng chụp ảnh đẹp trên thị trường hiện nay thì đã không còn là hiếm. Tuy nhiên thì đi kèm với đó là mức giá khá là cao, và cái tầm giá 2-3 triệu hiện nay thì thông thường người dùng tìm một chiếc điện thoại họ tập trung vào cái yếu tố cấu hình hiệu năng hơn mà bỏ qua cái phần chụp ảnh đẹp. Và để chọn trong tầm giá 2-3 triệu chiếc máy nào chụp ảnh đẹp nhất mà có khả năng selfie cũng như là khả năng chụp ảnh ấn tượng thì hôm nay thì mình sẽ đánh giá một chiếc máy mà có lẽ các bạn cũng rất là quen thuộc rồi, đó chính là chiếc Xiaomi Mi 4 RAM 3GB. Thì sản phẩm này ngoài một cấu hình mạnh thì nó còn có một cái camera rất là ấn tượng, thì hôm nay mình sẽ đánh giá chi tiết chất lượng chụp ảnh cũng như là camera của sản phẩm này. Về cái thông số phần cứng camera thì chiếc Mi 4 này có một cái thông số rất là ấn tượng. Máy sẽ có camera chính là 13 megapixel ở phía sau và camera selfie phía trước là 8 megapixel, và cả hai camera này đều sử dụng khẩu độ rất là lớn f1.8. Thì có thể nói trong tầm giá 2-3 triệu hiện nay thì Mi 4 đang là một chiếc máy có cấu hình phải nói là cái phần thông số phần cứng khủng nhất. Máy có khả năng quay video với chất lượng 4K. Ngoài ra thì nó có rất nhiều chế độ tùy chỉnh để các bạn có thể lựa chọn. Và chúng ta biết là chiếc Mi 4 hiện nay cái bản RAM 3GB bản xuất châu Âu mà Diệu Thông Minh đang bán thì nó sử dụng cái cảm biến của Sony IMX214. Thì ngoài ra chiếc Mi 4 thì còn nó có một phiên bản khác sử dụng cảm biến của Samsung. Tuy nhiên cái việc của chiếc máy trên tay mình nó dùng cái cảm biến Sony thì được người dùng đánh giá cao hơn, bởi vì chất lượng chụp ảnh nó sẽ tốt hơn so với cái sản phẩm sử dụng cảm biến Samsung. Ngoài ra thì với cái cảm biến đến từ Sony này thì chiếc Mi 4 RAM 3GB trên tay mình nó có khả năng phơi sáng lên 32 giây, mà trong khi cái phiên bản sử dụng cảm biến Samsung thì lại không có được cái tính năng đó. Đó, và về những cái chế độ chụp ảnh thì máy nó hỗ trợ rất là nhiều chế độ ở đây. Thì thứ nhất đó là cái chế độ nói để chụp, thì mình sẽ miêu tả qua cái chế độ này. Và khi bạn kích hoạt lên thì các bạn chỉ cần nói ví dụ mình muốn chụp ảnh, các bạn chỉ nói là chụp ảnh. Đó, các bạn chụp ảnh xong là ngay lập tức là nó sẽ chụp luôn một bức hình mà các bạn không phải ấn. Đó là cái tính thứ nhất. Cái chế độ thứ hai đó là cái chế độ làm đẹp. Thì khi các bạn chúng ta chụp chân dung hoặc là các bạn muốn làm đẹp chẳng hạn thì các bạn sẽ sử dụng tính năng này. Thì với tính năng làm đẹp thì nó sẽ cho các bạn những cái mức chụp như là làm đẹp ở chế độ thấp hoặc là cao tùy theo cái các bạn điều chỉnh thôi. Thứ ba đó là cái tính năng hẹn giờ chụp này, thì nó cũng không có gì đặc biệt. Cái tính năng ở đây, cái tính năng mà nó dịch gọi là thủy chuẩn này này, thì đây là tính năng mà khi các bạn chụp ấy, nếu các bạn chúng ta nghiêng đi một góc như này thì máy nó sẽ crop cái bức hình về đúng cái tỷ lệ, nó sẽ giữ cho cái tỷ lệ bức hình của bạn trở nên cân đối hơn. Đó, ví dụ mình nghiêng như thế này thì máy nó sẽ tự cân sao cho cái chủ thể của chúng ta nó vẫn được giữ trọn vẹn trong khung hình. Cái tính năng tin xiết tiếp theo thì đây là tính năng mà khi các bạn chúng ta muốn chụp vào chủ thể thì nó sẽ làm mờ cái phần xung quanh đi. Ví dụ ở đây mình muốn làm mờ cái lens này, các bạn thấy là xung quanh nó sẽ làm đi rất là mờ và các bạn chỉ chụp. Và khi đó thì cái lens của mình, cái chủ thể của mình nó sẽ được nổi bật làm hiện rõ lên. Đó, một cái tính năng nữa đó là tính năng chụp toàn cảnh panorama thì cũng rất là quen thuộc rồi. Tính năng thủ công thì thông thường những chiếc máy tầm giá 2-3 triệu hiện nay thì gần như không được trang bị cái tính năng này. Thì với tính năng thủ công trên chiếc Mi 4 thì các bạn có thể chúng ta chỉnh rất là nhiều thứ. Thứ nhất là các bạn chỉnh cân bằng trắng này, các bạn có thể điều chỉnh nhiệt độ màu ở đây sao cho tùy thuộc với cái môi trường mà các bạn chụp. Thứ hai đó là cái chế độ tính năng lấy nét macro, lấy nét chỉnh tay, các bạn có thể điều chỉnh lấy nét xa gần. Đó, khả năng phơi sáng như mình chia sẻ lúc ban đầu thì chiếc Mi 4 là bản RAM 3GB này, bản xuất châu Âu này, nó có khả năng phơi sáng lên tới 32 giây, và khi các bạn chụp trong điều kiện thiếu sáng thì các bạn bật chế độ phơi sáng này lên thì nó sẽ cho những bức hình rất là đẹp, và cuối cùng là các bạn có thể chỉnh được ISO rất là linh hoạt. Và cuối cùng sẽ là một chế độ đó, chế độ chụp đêm thì giúp các bạn có thể chụp trong điều kiện thiếu sáng tốt hơn. Thì bây giờ mình sẽ đi vào đánh giá chi tiết ảnh chụp từ chiếc Xiaomi Mi 4 này. Thứ nhất ở điều kiện đủ sáng thì máy cho ra những bức hình với độ chi tiết rất là cao, với camera số chấm lên tới 13 megapixel. Các bạn zoom lớn thì hình ảnh nó sẽ không bị vỡ hạt. Do cái việc sử dụng cảm biến Sony IMX214 thì các bức hình chụp từ Mi 4 thì nó cho cái màu sắc rất là ưa nhìn và nịnh mắt. Đó, các bạn thấy là thông thường những sản phẩm mà giá rẻ khác thì nó cho hình ảnh khá là bợt bạc và nhợt. Tuy nhiên sản phẩm Mi 4 thì cái màu sắc của nó khi mà lên các bạn thấy nó rất đậm đà, nhìn rất là ưa nhìn. Ở cái điều kiện đủ sáng thì cái nội điểm nổi bật của sản phẩm này đó chính là nó cho cái tốc độ chụp rất là nhanh. Gần như các bạn chụp một cái là nó có thể lưu ảnh được luôn mà không mất nhiều cái thời gian để xử lý. Đó, mình sẽ có một vài bức hình khác ở đây. Các bạn thấy là màu sắc rất là nổi bật và nó giữ được cái độ chi tiết khi các bạn zoom lớn. Tuy nhiên trong một vài trường hợp mà chụp ở cái điều kiện ánh sáng hơi gắt hoặc là ánh sáng quá mạnh thì Mi 4 nó gặp hiện tượng bị cháy sáng, nó mất cân đối giữa những cái phần vùng sáng và vùng tối. Như ở đây bức hình này thì mình chụp, các bạn thấy là cái phần bầu trời này gần như là mất chi tiết và nó lẹm, nó ăn vào cái phần biển. Đó, cũng như cái hình cái ngôi nhà ở đây thì ánh sáng nó quá gắt, vì vậy nó gần như bị cháy sáng. Đó, thì ở những cái trường hợp này thì thông thường các bạn sẽ dùng đến cái tính năng HDR. Và ở đây hai bức hình mình chụp ở trong cùng điều kiện nhưng mà mình sẽ bật cái tính năng HDR lên. Thì các bạn bật HDR thì cái chất lượng ảnh nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Và cái điểm yếu khi các bạn chụp ở trong cái điều kiện thông thường nó sẽ được khắc phục. Ví dụ như cái phần ngôi nhà ở đây các bạn thấy nó sẽ không bị cháy sáng nữa. Đó, và cái vùng trời đây. Đó, các bạn thấy là bức hình nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Ở điều kiện ánh sáng trong nhà thì Mi 4 nó đẩy cái độ sáng lên cao. Như ở đây thì mình có một cái chậu cảnh và các bạn thấy là cái ánh sáng nó đẩy lên và chúng ta vẫn nhìn rõ những chi tiết. Tuy nhiên thì nếu mà zoom kỹ vào thì nó những cái lá này nó vẫn giữ nguyên được màu sắc nhưng nó sẽ bị bệt hình ảnh. Thì với điều kiện ánh sáng trong nhà thì chiếc Mi 4 nó thể hiện khá tốt. Tuy nhiên là nếu các bạn chỉ nhìn qua thôi, còn nếu nhìn kỹ thì nó vẫn có một vài cái nhược điểm.
Cái điểm ấn tượng nhất trên chiếc Mi 4 này đó chính là khả năng chụp phơi sáng như mình chia sẻ lúc ban đầu. Thì ở đây mình đã chụp thử một vài bức hình và mình có sử dụng cái khả năng phơi sáng của nó. Trước tiên thì mình sẽ cho bạn xem một cái bức hình khi mà mình chưa. Đây là một bức hình mình chụp hoàn toàn không bật đèn flash cũng như là trong cái điều kiện ánh sáng trời tối. Đó, đây là bức hình khi mình chưa phơi sáng. Và đây là những cái bức hình sau khi mình đã phơi sáng với cái chế độ phơi sáng 16 giây như là 32 giây. Các bạn thấy là gần như hình ảnh rõ nét như là ban ngày. Đó, gần như các bạn thấy là những cái bức hình. Đây, chúng ta có bức hình ban đầu đây và với bức hình sau khi các bạn đã phơi sáng. Đó, nó khác biệt nhau hoàn toàn một trời một vực. Như mình nói lúc ban đầu thì cái khả năng phơi sáng 32 giây giúp cho Mi 4 trở thành một trong những chiếc máy có cái khả năng chụp ảnh ấn tượng nhất tầm giá 2 đến 3 triệu. Thì đây là một bức hình khác mình chụp cũng với cái chế độ phơi sáng này. Đó, thì đây là cái bức hình nguyên gốc ban đầu. Các bạn thấy là gần như chúng ta không thấy bất kỳ một cái gì trên cái bức hình này. Đó, tuy nhiên sau khi mà chỉnh với chế độ phơi sáng thì nó sẽ lên như thế này, nhìn rất là đẹp. Một tính năng nữa mình muốn nhấn mạnh trên chiếc Xiaomi Mi 4 đó chính là khả năng chụp cận cảnh, chụp macro. Và trong cái phần điều chỉnh lúc ban đầu thì mình có chia sẻ là máy có khả năng lấy nét xa gần các bạn điều chỉnh bằng tay. Như ở đây thì mình chụp cái camera kép trên chiếc iPhone 7 Plus. Các bạn thấy là với chế độ macro thì máy cho lên rất là chi tiết, gần như các bạn sẽ thấy cái hình ảnh của chiếc camera này rất là rõ nét. Đó, và cái phần hậu cảnh xung quanh được làm mờ đi. Đó, với cái chất lượng ảnh cho ra rất là cao như này. Là một vài những bức hình khác mình chụp macro trên chiếc Xiaomi Mi 4. Đó. Chúng ta thấy là cái chi tiết hình ảnh được giữ và cái màu sắc nó cũng được tôn lên thì rất là đẹp. Nói về tính năng chụp ảnh trên Mi 4 mà không nhắc tới camera selfie phía trước thì là một thiếu sót rất là lớn. Chiếc máy này nó có cái camera selfie với độ phân giải đến từ 8 megapixel, sử dụng khẩu độ f1.8. Thế chất lượng hình ảnh theo mình thấy nó không khác biệt nhiều so với những sản phẩm chuyên gia selfie hiện nay. Đó, mặc dù chiếc máy này đã ra mắt từ năm 2014, các bạn thấy là hình ảnh chụp cho ra nhìn rất là sáng đẹp, làn da mịn màng. Và các bạn thấy những hình selfie ở đây. Đó, máy có một thuật toán xử lý làm mịn da khá là tốt. Và trong cái phần điều chỉnh selfie các bạn cũng thể chỉnh cái chế độ mịn da, chế độ pro với 3 mức độ khác nhau. Đó là làm mịn bình thường, làm mịn nhiều và làm mịn cao. Thì các bạn có thể chỉnh những cái chế độ đó. Đó, đây thì những bức hình selfie các bạn có thể thấy là làn da rất là mịn và sáng. Tuy nhiên có một cái điểm là khi các bạn chụp thì cái phần rìa xung quanh này nó sẽ bị hơi tối một chút và nó có hiện tượng noi hạt. Tuy nhiên khi bạn zoom ra chúng ta nhìn thấy cái điểm này thôi. Còn trong cái điều kiện thông thường khi chúng ta nhìn bức hình như này thì nhìn nó vẫn rất là đẹp. Và chỉ khi các bạn zoom lên đó, chúng ta thấy cái hiện tượng này. Đó, những hình selfie khác thì các bạn có thể tham khảo ở đây. Đó, hình ảnh cho lên nhìn rất là đẹp. Và mình chắc chắn là với cái camera 8 megapixel như này thì nó sẽ làm thỏa mãn tất cả những bạn nào thích selfie. Đó, ảnh chụp rất là đẹp. À, như vậy thì các bạn thấy là chiếc Mi 4 mặc dù là một sản phẩm có mức giá chỉ hơn 2 triệu thôi, nhưng theo mình đánh giá cái chất lượng camera của nó thì có thể sánh ngang với sản phẩm có giá từ 4 đến 5 triệu hiện nay. Với cái độ phân giải camera cả phía trước phía sau rất là cao và nó cho chất lượng chụp ảnh tốt với cái việc sử dụng cảm biến Sony có khả năng phơi sáng lên tới 32 giây. Và qua những bức hình và đánh giá trong các điều kiện kiện chụp khác nhau thì các bạn đã có cái nhìn rõ nét nhất về chiếc camera của sản phẩm này. Thì để trải nghiệm kỹ càng hơn thì các bạn có thể qua những showroom của Diệm Thông Minh Hàn Quốc để sở hữu chiếc Xiaomi Mi 4. Thì ngoài việc là một sản phẩm có một cái cấu hình rất là cao thì máy còn có camera với nhiều chế độ chụp để các bạn có thể thỏa mãn cái niềm đam mê chụp ảnh. Còn bây giờ xin chào cũng như hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.